Trên màn hình của chúng ta hiện nay đang là một cái phần liên quan đến tri thức ngữ văn nói chung. Ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng thông qua các cái thành tố về năng lực, phẩm chất và kiến thức, là những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, thì chúng ta có thể hiểu cái văn bản này, hiểu được những cái giá trị nội tại của văn bản. Và chúng ta đọc văn bản không chỉ đọc trong tương quan với cái tự thân của văn bản đó. Không có một cái văn bản nào là tự thân nó có ý nghĩa cả, mà người đọc chúng ta phải cùng kiến tạo cái ý nghĩa đó với văn bản. Và cái việc đọc theo đặc trưng thể loại nó giúp chúng ta xác định rõ hơn về những cái vấn đề liên quan đến cái văn bản. Và có thể nói rằng là đặc trưng thể loại cũng là cái chìa khóa để chúng ta khai sáng cái thể loại cũng như là tiếp cận cái văn bản được một cách tốt hơn rất nhiều so với cái việc chúng ta đọc bằng cái cảm nhận chủ quan của mình. Thế thì chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay với cái khái niệm sự thi. Thế nào là sự thi? Thì chúng ta nên có một số những cái câu hỏi có tính chất tư duy. Thế thì khái niệm sự thi là gì? Thì trước hết là chúng ta phải hiểu. Ở đây thì đặt ra khái niệm sự thi trong tương quan với những câu hỏi nào? Thứ nhất, sự thi nó thuộc bộ phận văn học gì? Bộ phận nó khác với thành phần văn học nhé. Bộ phận nó gồm có là bộ phận văn học dân gian và bộ phận văn học viết. Còn thành phần văn học thì chúng ta có thành phần chữ Hán, thành phần văn học chữ Nôm. Những cái thành phần văn học nó là cái tập hợp con của cái gọi là bộ phận văn học. Như vậy thì bộ phận văn học mà nó trực thuộc là cái gì? Thấy không? Và nó thuộc vào cái bộ phận văn học gì? Cái thứ hai á, là cái yếu tố nổi bật về hình thức và nội dung của cái thể loại này là gì? Thấy không? Và cái thứ ba đó là kiểu nhân vật chính của sử thi là gì? Nhân vật trung tâm là người anh hùng hay là một cái nhân vật thần linh như thần thoại? Và chúng ta trả lời được những câu hỏi này thì đồng nghĩa với chuyện chúng ta hoàn toàn có thể xác định được một số cái đơn vị kiến thức cơ bản nhất có tính chất công cụ về thể loại sử thi.